John Boy Dunlop, một người đã cho ta những phút vui thần tiên. Cách đây khoảng 30 năm, một ông bác tôi mua một chiếc xe máy giá 13 đồng cho ba người con trai còn nhỏ tuổi. Ba anh tôi tranh nhau quẩn nó suốt ngày đêm trong khoảng sân ở trước nhà. Ống chân người nào người nấy đầy những vết thương, mà nét mặt thì hân hoan như bọn người lớn chúng ta trúng được số độc đắc. Và tiếng reo hò cười giỡn vang cả xóm. Tới nỗi những người ở bên kia rạch nghe thấy cũng mỉm cười, bác loa bằng tay hỏi vọng qua, cái gì mà khoái dữ vậy? Sau một tuần bỏ cả ăn bỏ cả ngủ, khi đã ngồi vững trên yên rồi, một người anh tôi vỗ đùi bảo hai người kia, chỉ có 13 đồng mà đào tạo được ba cái thiên tài, rẻ quá, phải không các chú mày? Nhất là nó gây cho chúng mình được bao nhiêu phút thần tiên. Bạn thử nhớ lại xem, hồi 10, 11 tuổi, có cái thú nào bằng cái thú tập xe máy không? Kể cả cái thú chơi đàn và cả đá banh nữa. Ngay bây giờ đây, đã gần 50 tuổi, mà mỗi lần về tỉnh nhỏ, tôi vẫn thích nhảy lên một chiếc xe máy, đi dạo trên những đường vắng, nghe tiếng chim ríu rít trên cành, và nghe tiếng gió thổi nhẹ nhẹ ở bên tai. Hễ đi dạo thì tôi không thích xe hơi, nó nhanh quá và khét mùi xăng. Ghét cả xe máy dầu, nó nặng quá mà ồn ào, nhất là vì nó không cho tôi được đạp. Không được đạp thì có gì mà thích? Có lần một em nhỏ bảo tôi như vậy. Thật đúng quá, mà cái tiếng chuông xe máy hồi xưa nghe cũng khoan thai, trong trẻo, thanh nhã biết bao. Kính keng, kính keng. Vạn tuế xe máy, vạn tuế ông Kirkpatrick Macmillan, người đã phát minh ra xe máy. Nhưng cũng phải vạn tuế ông Dunlop nữa, vì không có ông thì đạp xe máy tới bây giờ vẫn còn là một cực hình. Bạn nào đã lớn tuổi chắc chưa quên những xe kéo bánh sắt hồi xưa. Quên làm sao được, nghĩ lại mà rùng mình. 40 năm trước, mỗi lần ở Hà Nội về thăm quê ở Sơn Tây, chúng tôi phải đi bằng xe kéo bánh sắt, vì hồi đó hãng xe hơi Mỹ Lâm chưa xuất hiện. Đường dài khoảng 40 cây số mà chúng tôi phải ngừng 4-5 chặng ở Ô Cầu Giấy, ở Nhồn, Trạm Trôi, rồi Phùng. Mỗi lần ở trên xe bước xuống, chúng tôi thở nhẹ một cái, rồi vươn vai vặn mình kiếm cái chõng hay cái võng để ngả lưng. Xe chạy rất chậm, nhiều lắm là 8 cây số một giờ. Nhưng chỉ vì hai cái bánh sắt mà nó lọc cọc, nhồi lên nhồi xuống, lắc bên đây, lắc bên kia. Thỉnh thoảng chúng tôi lại mắm môi, bám lấy sườn xe cho khỏi bị tung lên. Tới Sơn Tây, các khớp xương trong mình muốn long ra hết. Ấy là xe chở nặng, lò xo mạnh mà còn như vậy. Thử tưởng tượng, 70 năm trước, xe máy còn bánh sắt mà chạy 10-12 cây số giờ, thì cái con người ngồi trên yên sau một ngày du lịch có lẽ không còn cái xương nào lành. Cho nên hồi đó xe máy chỉ dành riêng cho lực sĩ, người thường như chúng mình ít ai dám leo lên nó. Phải đợi đến khi John Boy Dunlop phát minh những bánh bơm thì đạp xe máy mới thành một thú thần tiên nhất của thanh niên. Ông sinh năm 1840 ở Ayrshire, xứ Scot, trong một gia đình đã mấy đời theo nghề nông. Song thân ông thấy thể chất ông yếu mà tư chất thông minh nên cho ông học chữ chứ không bắt làm ruộng. Ông rất đa tài, môn gì cũng thích cũng giỏi, nhưng có khiếu nhất là về khoa học và máy móc. Năm 19 tuổi ông đậu thú y. Và năm 1867, 27 tuổi, ông qua Belfast ở xứ Ireland để hành nghề. Sau 20 năm, ông nổi danh, giàu có, đông thân chủ nhất miền. Những lúc rảnh, ông thường lưu tâm đến máy móc. Hồi đó đã bắt đầu có xe hơi và xe máy, nhưng ít ai tin rằng
hai loại xe đó sẽ phát triển ghê gớm. Chỉ những kẻ bạt mạng muốn giỡn với tử thần mới dám lái xe hơi, và phải là hạng xương đồng da sắt mới dám lái xe máy. Thực ra xe máy đã có từ lâu, tức như kiểu một bánh lớn một bánh nhỏ chế tạo ở đầu thế kỷ 19. Nhưng kiểu xe máy ngày nay thì ra đời cùng một năm với John Dunlop và ở cùng một xứ. Người chế tạo ra nó là Kirkpatrick Macmillan, làm nghề thợ rèn ở Kyle. Và năm 1842, ông là người đầu tiên dùng nó để đi một quãng đường dài 100 cây số từ Kyle tới Glasgow. Đi mất 2 ngày, tôi phục cái tài sáng chế của ông đã đành rồi, mà còn phục cái sức chịu nhồi của ông nữa. Đường thì lởm chởm những đá, xe không có lò xo, bánh lại bằng gỗ, mà đạp được 100 cây số, ít ai được như ông. Cho nên non nửa thế kỷ sau, kiểu xe của ông vẫn chưa được thịnh hành. Đã có người thay đai sắt của bánh xe bằng đai cao su, nhưng xe cũng chẳng êm hơn được bao nhiêu. Ngoài những lúc đi thăm bệnh các súc vật trong trại, Dunlop thường nghĩ tới những bất tiện của bánh xe đạp và tìm cách cải thiện nó. Nhờ tài phát minh của ông và nhờ có một cậu con 10 tuổi tên là Johnny mà ông đã làm thay đổi đời sống của nhân loại trong mấy thế hệ nay và trong biết bao thế hệ sau này nữa. Ông tốn công suy nghĩ trong mấy năm, thí nghiệm nhiều giải pháp, dùng mọi kiểu lò xo, rồi mọi kiểu găm mà kết quả vẫn không được như ý. Sau cùng, ông nảy ra một ý là trị bệnh tại gốc, nghĩa là phải chêm cái gì mềm vào giữa mặt bánh xe và mặt đường. Dùng cao su đặc thấy vô hiệu, ông nghĩ cách bơm không khí vào một ống cao su, ngoài bọc lớp vải, rồi đem cuốn chung quanh bánh xe. Ngày nay ta cho ý đó rất tầm thường, nhưng 70 năm trước, ai cũng phải nhận là tân kỳ. Năm ấy, ông đã 47 tuổi, gần tới tuổi dưỡng thọ. Trong tập ký ức, ông chép: tôi đóng một bánh xe bằng gỗ, trực kính khoảng 40 phân. Rồi tôi mua một tờ cao su dày 7 phân 9 ly, làm thành một cái túi chứa không khí, ta gọi là ruột xe. Tôi lắp vòi vào, dùng chiếc bơm để bơm banh của con tôi. Tôi bơm không khí vô túi đó, rồi tôi thắt vòi trái banh. Tôi đem ra sân chiếc bánh xe có vỏ bơm đó với một chiếc bánh nhỏ hơn, tháo ở xe 3 bánh của con tôi, làm bộ như không quan tâm gì tới cả. Tôi hỏi một người đứng cạnh, ông John Carquen: anh thử đoán xem 2 bánh xe này bánh nào lăn nhanh hơn. Ông ta đáp: bánh nhỏ lăn nhanh hơn tất nhiên rồi. Rồi tôi lăn chiếc nhỏ mà vành bằng cao su đặc, nó chạy không hết mặt sân. Tôi lăn chiếc lớn có vỏ bơm không khí, nó lăn tới cuối sân, đập mạnh vào lớp lưới sắt và dội trở lại. Ông Canwen cho rằng tôi lăn bánh sau mạnh hơn bánh trước, nhưng khi ông lăn lấy thì kết quả cũng như vậy. Con tôi cũng dự cuộc thí nghiệm ấy. Từ hôm đó, nó cứ nằng nặc đòi tôi chế tạo thật mau những bánh xe mới để nó thắng các bạn lớn tuổi hơn nó trong các cuộc đua xe máy sau giờ học ở công viên Belfast. Nó bảo rằng hàng ngày có phiên chợ, xe cộ nhiều quá, nó phải đạp trên đường xe điện chậm quá. Nó khỏe mạnh, không sợ sắc, chỉ phàn nàn rằng xe 3 bánh của nó chạy chậm như rùa. Chính vì muốn chiều con mà Dunlop đem thực hiện phát minh của ông. Mùa đông năm đó ông chuyên tâm vào công việc. Ông lấy 2 miếng ván uốn cong thành 2 vành xe, trực kính là 90 phân. Và cũng như lần trước, ông làm 2 cái ruột cao su bao một lớp vải dày, gắn vòi bơm hơi. Và một khi bơm cứng rồi, ông lấy nhựa cao su gắn bịt lại. Ngoài lớp vải, ông phết một lớp cao su để dán với vành xe. Tới hôm 28 tháng 2 năm 1888, mọi việc hoàn thành. Cậu Johnny nóng lòng đem ngay ra thử, thì gặp lúc nguyệt thực. Phải đợi đến gần nửa đêm,
Trăng mới tỏ trở lại, cậu mới đẩy xe ra đường được. Cậu thích quá, không ngờ xe chạy mau lạ lùng. Và suốt đêm đó, cậu chỉ mong trời mau sáng để thắng bạn trong cuộc chạy đua. Còn ông, đêm đó cũng trằn trọc, tự hỏi kiểu vỏ đó có bền không. Hôm sau ông dậy xem xét tỉ mỉ, không thấy một vết trầy nào cả, mỉm cười khoan khoái. Ông mua ngay một chiếc xe ba bánh nữa, nhưng chỉ mua sườn chứ không mua bánh. Ông chế tạo bánh mới, lắp vô một chiếc xe cho cậu Johnny chạy đua với chủ nhân tiệm xe máy lớn nhất ở Belfast là hai ông Edwin và Sinclair. Edwin từ trước vẫn giật giải quán quân một cách dễ dàng, lần đó thua một em nhỏ trong một cuộc đua 800 thước. Khi tới đích, ông hồn hển bảo Johnny, giỏi, em làm cho qua, toát mồ hôi mà theo không kịp. Ông ta thí nghiệm kiểu vỏ xe mới, thấy còn bền hơn kiểu bánh cũ, bèn cho chế tạo thật nhiều và quảng cáo trên tờ Irish Cyclist. Bạn hãy đòi cho được kiểu xe máy mới vỏ bơm. Bảo đảm đường sắp cách nào, xe chịu cũng được. Độc quyền chế tạo W. Edlin và công ty Garfield Xanh, Belfast. Cũng trong số báo đó, ta đọc một bài giới thiệu giọng mỉa mai rất nhẹ nhàng. Xin giới thiệu cùng độc giả một kiểu xe máy mới, kiểu xe máy bánh bơm. Hai chữ bánh bơm làm ta liên tưởng đến không khí phải không bạn? Càng tốt chứ sao? Chúng tôi vẫn thích những ý khoáng đạt thanh thoát, không bịt tắc như một nơi thiếu không khí. Chúng tôi sẽ báo tin thêm cho độc giả hay sau khi được cái hạnh phúc ngắm kỹ phát minh có tính cách không chung đó, vì nó liên quan với không khí mà. Tất nhiên là Dunlop có phần hồn trong công ty Edrin. Mới đầu họ chế tạo 12 chiếc xe máy và 6 chiếc ba bánh. Kỹ thuật đã tinh xảo lắm, và chiếc vỏ đầu tiên lăn 5.000 cây số mà không hề bể, còn bền hơn vỏ Labbe trong hồi đại chiến vừa rồi nữa. Hiện nay người ta chân tàng nó trong Viện Bảo tàng Hoàng gia Scotland ở Edinburgh. Tuy nhiên, giới mộ xe máy vẫn nghi ngờ phát minh của Dunlop. Mãi đến mùa xuân năm 1889, William Hume, hội trưởng hội xe máy ở Belfast, mới để ý tới nó, thử nó mấy lần và rốt cuộc chịu dùng nó trong một cuộc đua. Tới ngày đua, các nhà quán quân ở Ireland đều có mặt, ai nấy đều cưỡi những chiếc xe vỏ bằng cao su đặc, riêng ông dùng kiểu bánh bơm. Ông đua 4 cuộc, thắng cả 4. Dunlop ghi kết quả trong tập ký ức. Khi ông Hummel tới, trăm cặp mắt đều đổ dồn cả vào chiếc xe nhỏ bánh bơm của ông. Trong vòng đua thứ nhất, tôi nghe có người nói chiếc xe nhỏ chạy cũng nhanh bằng những chiếc lớn, thật lạ lùng. Người khác hỏi, nó có cái gì mà chạy nhanh như vậy kìa? Tới vòng cuối, một người bảo, có ma quỷ gì trong chiếc xe đó. Hết cuộc đua thứ nhất, người ta mời tôi xuống sân để giảng về phát minh của tôi. Người ta xúm xít chung quanh tôi, khen ngợi tôi và hoan hô tôi nhiệt liệt. Khi Dunlop trở về khán đài, một thể thao gia danh tiếng ở Dublin, ông William Harvey Ducrot hỏi mua chiếc xe đó, nhưng Edlin đã hứa bán cho Hume rồi. Sự gặp gỡ ấy ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của loại bánh bơm. Ducrot tìm hai nhà kỹ nghệ gia lớn ở Dublin, thuyết phục họ bỏ vốn ra khai thác phát minh của Dunlop. Dunlop bằng lòng, và năm 1889, công ty Dublin thành lập. Ducrot hoạt động rất hăng hái, đi khắp châu Âu để trình bày kiểu bánh bơm, dựng xưởng chế tạo xe máy Dunlop và lập chi nhánh để bán. Mới đầu ông gặp nhiều trở ngại vì ông làm hại các nhà sản xuất kiểu xe cũ. Có nhiều lần ông bị người ta đả đảo và đánh tới mang nhiều vết thương nặng. Nhưng ông không lấy vậy làm buồn, vì dư biết rằng mình có thành công thì thiên hạ mới ghen ghét. Thực vậy, chỉ trong mấy năm, số vốn của công ty đã phải tăng lên tới 5 triệu Anh Kim, tức là
tức 1 tỷ bạc ngày nay. Phát minh của Dunlop đã làm cho đạp xe máy thành một thú vui vô song, và quần chúng đòi hỏi kiểu xe mới mỗi ngày mỗi nhiều. Ngay tới xe hơi phát triển mạnh được như ngày nay cũng nhờ Dunlop, vì nếu phải dùng bánh đặc như hồi xưa thì ít ai dám ngồi xe hơi mà tốc độ cũng không thể quá 30 cây số một giờ. Mặc dù số xe hơi và xe máy mỗi ngày một tăng, nhất là từ sau đại chiến thứ nhì, phương tiện giao thông rẻ tiền và tiện nhất vẫn là xe máy. Người ta đã tính ra nước Anh có trên 12 triệu xe máy, trung bình 4 người một chiếc. Ở Đức, số xe máy còn lớn hơn 18 triệu. Pháp dùng 10 triệu chiếc, Nhật 7 triệu, Ý 5 triệu. Dân chúng Hà Lan và Đan Mạch thích xe máy nhất cứ 2 người một chiếc. Tổng cộng khắp thế giới có tới 75 triệu chiếc. Và từ các ông hoàng bà chúa tới các trẻ bán báo đánh giày, ai ai cũng nhờ Dunlop mà được hưởng cái thú thần tiên nhất của thanh niên. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về John Boy Dunlop, một người đã cho ta những phút vui thần tiên, trong cuốn Gương Hy Sinh tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.